Alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Cực kỳ lâu rồi thì hôm nay Vi mới quay lại một cái video clip về chủ đề mụn ẩn. Có lẽ những cái video clip trước đây Vi làm về cái chủ đề về mụn ẩn á thì sẽ chủ yếu dành cho những nền da còn đang nhạy cảm, còn yếu, bằng những cái sản phẩm mà trị mụn ẩn nó hơi nhẹ nhàng một tí. Tại vì mụn ẩn mà nằm trên nền da nhạy cảm thì mình phải cân nhắc trong cái vấn đề là nền da mình còn nhạy cảm, nên là cái mức độ trị mụn ẩn của mình làm thế nào để không ảnh hưởng đến cái nền da đang yếu ớt đó. Dạ, và bởi vì thực chất là hồi đó khi mà Vi làm về cái vấn đề trị mụn ẩn trên nền da nhạy cảm là trong cái lúc mà cái mụn ẩn của Vi nó đang nằm trên cái nền da nhạy cảm đó, nên là Vi có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người. Và lúc đó thì Vi biết là da của mình đang ở đâu, da của mình đang ở vị trí nào, da của mình đang như thế nào, nên là đã chọn một cái nước cờ là chậm mà chắc, vừa trị mụn ẩn vừa phục hồi da. Và lúc đó thì thật sự là chưa thể nào manh động dùng những cái treatment, dùng những cái trị mụn mà nồng độ quá cao được. Và mọi người biết đó, trên đời này cái gì cũng có cái giá hết. Khi mà mọi người chọn những cái sản phẩm, những cái cách mà trị mụn ẩn trên nền da nhạy cảm thì nó sẽ vẫn mang lại kết quả cho mọi người, nhưng mà nó sẽ hơi có thiên hướng chậm một tí. Và đến bây giờ thì khi cái nền da của Vi nó đã khỏe rồi, trải qua 7749 kiếp nạn về mụn ẩn rồi, thì cũng đồng nghĩa với cái việc là mình không thường xuyên bị mụn ẩn như trước nữa, mà mình còn kiểm soát được cái việc là muốn hết mụn là hết mụn, và muốn có mụn là sẽ có mụn. Có mụn để làm gì? Để tiếp tục áp dụng những cái phương pháp, những cái sản phẩm này, sản phẩm kia để review cho mọi người. Chắc các bạn luôn biết về vấn đề mụn, nhất là mụn ẩn một khi muốn hết thì khó, nhưng cũng chưa biết rằng khi mà nền da đã khỏe thì muốn mụn ẩn quay trở lại cũng là một điều khó không kém. Mình nói ở đây để một lần nữa nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của việc cải thiện cái nền da của các bạn. Da, và vậy thì như các bạn follow mình thì cũng biết da mình bây giờ đã khỏe rồi thì muốn có mụn ẩn để test những cái sản phẩm và có thể review cho các bạn thì mình phải làm cái gì? Dễ thôi, giận đồ nóng, bỏ bê da, không skincare, không đụng treatment, không tẩy trang kỹ trước khi đi ngủ hay là mỗi khi mà make up. Đại loại là cái kiểu mà phá da để được lên mụn mẫn, mọi người tin đâu. Nói thiệt, mình review thiệt, nhiều lúc cái nền da nó khỏe quá, chăm kỹ quá, có lên mụn nổi đâu mà xài cái gì được mà review được, thì phải bùa vậy luôn chứ sao. Đây là cái hình ảnh mà da mình á, lúc mà mình làm các kiểu cho lên mụn đó, mọi người thấy băng chành chưa. Da, và bởi vì mình thấy á là cái chuyện làm beauty blogger bây giờ mà để làm thế nào để cho hết mụn á, nó khá là bình thường hơn cái việc mà làm thế nào để cho mụn nó lên, mụn nó quay trở lại. Ok, thì video clip này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn các bước, các tip để giúp mình trị mụn ẩn được một cách khá là nhanh, khá là dễ dàng và không để lại sẹo. Và quan trọng là tất cả những cái tip, những cái sản phẩm trong cái video clip mà mình sub recommend ở bên dưới đây thì đều hoàn toàn dành cho những cái nền da thường, những cái nền da khỏe, và chứ không có dành cho những cái nền da nhạy cảm nha. Đầu tiên là mụn ẩn có gây sẹo hay không? Có chứ các bạn, đừng tưởng mụn ẩn không gây sẹo nha. Không biết là mình đã từng chia sẻ khái niệm về mụn ẩn trong các video clip trước đây chưa, nhưng thật ra là về bên y khoa, về bên da liễu thì không có khái niệm về mụn ẩn đâu mọi người. Nó được gọi nôm na là mụn không viêm, nghĩa là nó không có sưng trù dù, nó không có đau, nó không có đỏ, nó không có viêm, mà nó sẽ thuộc những cái dạng li ti nhỏ nhỏ nằm ẩn dưới da. Nên là khi mà nhìn thấy vậy thì từ miệng người này truyền qua miệng người khác nên mới xuất hiện cái cụm từ mụn ẩn. Và mụn ẩn hiện nay á, thì nó khá là phổ biến đến nỗi là trong y khoa, trong bác sĩ da liễu từ không biết mà bây giờ trở thành quá là rành, vì phải nương theo cái ý bệnh nhân của họ trong cái khái niệm về mụn ẩn để trị cho họ. Và mụn ẩn để lại sẹo khi nào và sẹo gì? Mụn ẩn nếu mà trị sai cách thì sẽ để lại sẹo rỗ, gọi nôm na là sẹo rỗ đá nhọn. Khi mà các bạn nặng mụn sai cách và không đúng thời điểm, nhất là những cái mụn ẩn mà nó mới hình thành, nó còn quá non nớt, thì không những sau đó nó dễ bị viêm, bị thâm, mà còn rất là dễ để lại sẹo rỗ đáy nhọn. Lúc trước mình cũng đã từng sai lầm trong cái vấn đề này, cứ vừa có mụn ẩn lên là mình đi nặng, và kết quả là những cái sẹo rỗ đáy nhọn hai bên cái phần cánh mũi này mình hình thành sau đó rất là nhiều. Một thời gian đầu á, mình ảo tưởng á, đó là lỗ chân lông to mọi người, nhưng mà không, lỗ chân lông to nó khác với sẹo rỗ đáy nhọn nha. Và sau đó thì như các bạn cũng biết là mình phải tốn một mớ tiền, một mớ thời gian
để chữa trị cũng như là đụng tới các biện pháp xâm lấn và không xâm lấn khác, máy móc các thứ để cải thiện cái tình trạng sẹo rỗ đáy nhọn đó. Đó, đó là cái sai lầm của mình về cái vấn đề mà mụn ẩn, mà khi mà nặng mụn không đúng cách, không chữa trị đúng cách. Và mình thật sự là mình cũng không hề muốn các bạn sẽ đi vào cái vết xe đổ, cái sai lầm của mình. Và mình cũng đã từng nói với các bạn rồi, cái thời này khi mà có mụn viêm hay kể cả mụn ẩn thì đừng bao giờ nghĩ đến cái việc đầu tiên là cái việc mà nặng mụn. Cái phương pháp nặng mụn đó là một cái phương pháp tối cổ chứ không phải là một phương pháp tối ưu, chỉ khiến cho các bạn vừa đau đớn vừa làm giàu cho các spa chuyên nặng mụn thôi. Các bác sĩ da liễu họ thường không đồng tình với cái việc là nặng mụn á là đều có lý do của họ hết. Và nói như vậy thì cũng không hẳn là mình không được nặng mụn hoàn toàn, nhưng đối với mình cái việc nặng mụn ẩn á chỉ là cái phương pháp cuối cùng, cái phương pháp bế tắc nhất cho những cái mụn ẩn mà sau khi mình đã skin care xong mà nó vẫn già cứng ngắc, nó vẫn nằm dưới da đó thì nó mãi không chịu ra, thì mình sẽ chọn cái phương pháp cuối cùng là phương pháp nặng mụn. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, với mình cái khái niệm khi mà có mụn ẩn thì mình sẽ làm theo những cái trình tự như thế nào. Đầu tiên là mình sẽ skin care, dùng các treatment đặc trị trong một cái thời gian dài để trị mụn ẩn. Sau một cái khoảng thời gian skin care thì mình sẽ thấy được 3 hiện tượng, 2 hiện tượng thường gặp và 1 hiện tượng hiếm khi gặp. Hiện tượng thường gặp đầu tiên là mụn ẩn của mình nó sẽ được khô, được gom cồi lại, nó đẩy lên, nó kiểu bong chóc ra và văng ra ngoài. Và sau đó thì cái bề mặt da chỗ đó nó sẽ láng trở lại, hầu như là sau đó không có sẹo, và nếu mà có để lại thâm á thì chỉ để lại thâm một chút thôi, không quá gọi là đáng kể. Và hiện tượng thường gặp thứ hai là cái mụn ẩn đó nó sẽ biến mất, nó tự tiêu, nó đào thải qua đường nước tiểu. Và cái hiện tượng hiếm gặp thứ ba là nó cứng ngắc, nó động lại trong da, thì lúc này mình mới phải động tay động chân đi nặng mụn nè. Nhưng tại sao mình nói cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp hiếm gặp? Hồi đó lúc mà cái nền da mình chưa khỏe thì mình phải treatment, mình phải nương theo cái nền da nhạy cảm của mình bằng những cái sản phẩm mà nó chưa có đủ đô để nó push hết những cái mụn ẩn, nó đẩy hết những cái mụn ẩn ra ngoài. Còn sau một cái khoảng thời gian khi mà da mình đã khỏe rồi thì mình level up treatment lên, sâu nặng hơn, sâu deep hơn, thì mình hoàn toàn mình không cần phải động tay động chân đến cái việc nặng mụn. Da và có 3 bước mình cần lưu ý trong cái vấn đề trị mụn ẩn. Đầu tiên là vấn đề làm sạch, thứ hai là treatment, và cuối cùng là dưỡng ẩm. Cái bước làm sạch và cái bước dưỡng ẩm á thì mình đã từng nói trong quá nhiều video clip trước đây rồi, nhưng cái quan trọng trong cái video clip này mà mình muốn nhấn mạnh là cái vấn đề treatment. Và mình nhắc lại là cái treatment, những cái sản phẩm đặc trị trong video clip này thì sẽ không có dành cho những cái nền da nhạy cảm đang dính kem trộn, đang dính thuốc rượu này kia đâu nha. Các nhóm AHA, BHA, retinols là 3 cái nhóm mà đến bây giờ thì mình cảm thấy thật sự là có hiệu quả trong cái vấn đề trị mụn ẩn. Đầu tiên là cái nhóm AHA, không phải những cái AHA hời hợt 2-3% giống như những cái Megadol gel hay Dermaflox nữa. Vi chọn nồng độ AHA 7% trở lên để nó sẽ đủ đô trong cái việc giải quyết cái vấn đề mụn ẩn. Đầu tiên là The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution. Em này là một dạng toner mà mình đã review trong những video clip trước đây rồi. 7% glycolic acid là một dạng AHA sẽ làm tốt nhiệm vụ trong cái vấn đề là khô còi mụn, đẩy còi mụn ẩn ra bên ngoài, mà bên cạnh đó thì còn sẽ có cái khả năng là làm sáng da, mờ thâm. Cũng như là trong cái sản phẩm toner này thì sẽ còn được add thêm một số thành phần dưỡng ẩm nữa, nên là khi mà Vi sử dụng cái bản toner The Ordinary này thì sau đó Vi không cần phải sử dụng thêm một loại toner cấp ẩm khác cho làn da của mình. Lúc đầu á, khi mà cái nền da của mình nó vừa thoát khỏi cái vấn đề nhạy cảm, khi mà nó chuẩn bị bước qua cái nền da thường đến da khỏe rồi đó, lúc đó mình sử dụng cái em này thì trong một cái vài lần đầu mình sử dụng thì nó còn hơi rát, nó còn hơi châm chích một chút xíu. Nhưng chỉ sau một cái khoảng thời gian đầu thôi nha, sau đó thì da mình hoàn toàn đáp ứng tốt, và nó hoàn toàn không có gặp những cái trường hợp giống như là châm chích hay là đỏ rát như trước nữa. Da mà mọi người biết là bởi vì em này hẳn 240ml nên là không những Vi sử dụng cho da mặt đâu, mà Vi còn sử dụng cho da body như là vùng ngực nè, vùng lưng. Cảm giác nó xoay còi mụn cực kỳ nhanh mà cái dung tích nó còn bị nhiều nữa. Nhưng Vi nói là mọi người có thể sử dụng em này giống như là một dạng toner sử dụng sau cái bước sửa rửa mặt được ha. Hoàn toàn là không có bị khô căng hay bị mất độ ẩm gì trên da hết. Rất là ok. Tiếp theo là một cái sản phẩm trị mụn ẩn cũng nằm trong nhóm AHA, đó là The Melan Cream với tận 10% AHA. Sản phẩm này khi mà bơm ra nó sẽ là
giống như là một cái hình những cái đám mây á mọi người, nó sẽ dạng sệt sệt. Khi mà có mụn ẩn thì mọi người thoa Demalay lên cái vùng mà bị mụn ẩn nè, nó sẽ bong tróc cái phần da chết, cũng như là kiểu nó khô còi mụn, nó đẩy cái gốc mụn ẩn lên. Ngoài cái thành phần liquid acid 10% AHA ra thì trong em này còn được add thêm những cái thành phần làm sáng da, trị thâm mụn rất là tốt, chẳng hạn như là hẳn 5% alpha butin, rồi 2% thành phần kojic acid. Với da dầu như Vi, khi mà Vi sử dụng em này để trị mụn ẩn á, thì thứ nhất là Vi chỉ sẽ thoa lên những cái vùng mà bị mụn ẩn, và cái cách thứ hai nếu mà muốn dưỡng sáng dưỡng trắng cho toàn da mặt á, Vi chỉ thoa vào buổi tối và thoa cực kỳ mỏng, vì nó dạng cream mà mọi người, để tránh cái trường hợp mà bị nặng mặt ấy. Còn da khô thì mọi người cứ vô tư đi hen. Tiếp theo là một cái con quỷ hủy diệt trị mụn ẩn mọi người, Neostrata 8 AHA. Vì sao Vi gọi Neostrata là một cái con quỷ hủy diệt mụn ẩn? Thứ nhất là 8% AHA thì không nói đi nha, mà 8% AHA trong cái sản phẩm Neostrata này còn nằm trên nền cồn nữa. Vi xài cái này tưởng tượng giống như là đang xài cái BHA của OBG vậy đó, thành phần toxic thật sự. Mở ra hửi một cái là mùi cồn nó sọc lên mũi, nó sắc mặt mùi cồn luôn mọi người. Nhưng tất cả đều có lý do nha, kiểu giống như là tao nền cồn vậy đó, cái lũ mụn ẩn tụi mày đụng mua tao đi, coi cái nền cồn của tao kết hợp với lại cái bà 8% AHA nó có làm nên cái trò chống gì cho lũ mụn ẩn tụi mày hay không. Đúng thật sự mọi người, AHA trong nền cồn Neostrata để giúp cho cái thành phần AHA này thẩm thấu vào da best hơn, có nghĩa là thấm cực kỳ nhanh luôn mọi người. Apply vô á, kiểu như mình cảm nhận được cái cảm giác tê buốt những cái chỗ, những cái vùng bị mụn ẩn đó luôn ấy. Được cái chị mụn ẩn rất là nhanh, không có dưỡng ẩm lê thê đâu mà bật gốc mụn ẩn luôn. Cái này là phải công nhận nha, da yếu yếu xài không có được, xài không có nổi nha mọi người, nhạy cảm đỏ rát lắm luôn á. Khi mà da Vi đã khỏe thì Vi chỉ xài đúng lên cái vùng mà bị mụn ẩn thôi. Hay là nếu bình thường mà Vi xài cái sản phẩm này giống như là một dạng tẩy tế bào chết hóa học á, thì Vi chỉ xài một tuần tầm 1 đến 2 lần cho toàn mặt. Nếu mà không muốn nói là chỉ dừng ở con số 1 lần cho toàn mặt trong một tuần thôi. Hoặc là trong những ngày mùa hè hay là trong những lúc mà da mình bị đổ dầu quá nhiều thì mình mới nâng cái con số từ 1 lên cái con số 2 lần một tuần ha. Cái texture trong cái sản phẩm này là một dạng nước nha mọi người. Nếu mà Vi dùng á thì Vi sẽ dùng sau cái bước sửa rửa mặt, và sau khi dùng xong thì Vi thường dùng thêm một bé toner để cấp ẩm, hoặc là sau đó thì Vi sẽ dùng serum hoặc là dưỡng ẩm luôn. Tiếp theo là mình sẽ qua cái nhóm B phở HA. Thật ra Vi không có muốn list cái thành phần B phở HA này trong cái video clip cũng như là trong top những cái sản phẩm treatment này đâu. Tại vì trong cái video clip này là trị mụn ẩn dùng những cái treatment cho những cái nền da khỏe đến da trâu mà mọi người lại biết thì cái thành phần B phở HA này nó sẽ làm nhiệm vụ giống như tương tự như là AHA, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm sáng da, làm đều màu da, nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn cả AHA nữa. Nếu mà nó nhẹ nhàng như vậy thì Vi sẽ đẩy nó qua cái nhóm mà trị mụn ẩn trên nền da nhạy cảm luôn, chứ đâu có lý do gì mà bỏ cái B phở HA này trong cái video clip này đâu. Nhưng mà bởi vì cái sản phẩm mà sắp tới đây Vi recommend cho mọi người thì cái nồng độ B phở HA nó khá là nét, nó khá là cao. Trị mụn SVR Sepia Clear Active với 14% gluconolactone là một cái thành phần nằm trong nhóm B phở HA, mà một số chứng minh đã chỉ ra rằng với cái nồng độ 14% gluconolactone này sẽ tương đương với 5% benzoyl peroxide trong cái việc trị mụn. Và mọi người biết thì cái thành phần BPO benzoyl peroxide cái khả năng mà trị mụn thì nó rất là tốt, nhưng mà đổi lại thì cái vấn đề mà kích ứng đỏ da bong chóc thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhiều làn da nó bị e ngại. Tuy nhiên thì được cái là 14% gluconolactone này thì hoàn toàn ngược lại, sẽ vẫn làm tốt trong nhiệm vụ trị mụn, xe còi mụn tốt, nhưng ít để lại tác dụng phụ hơn là benzoyl peroxide. Bên cạnh đó thì nó còn có 4% niacinamide. Cái 4% niacinamide này kết hợp với lại 14% BPHA sẽ làm sáng da, mờ thâm, cải thiện lỗ chân lông và ngăn được cái tình trạng tiết dầu thừa. Vi nhớ là hồi kỳ mà Vi bị mụn ẩn á, mà Vi xài em này thì những cái vùng mụn ẩn đó của Vi nó cũng rất là nhanh láng. Và đặc biệt một cái là những cái vùng mụn ẩn á, sau khi mà nó đã hết mụn xong thì nó sáng hẳn hoi luôn. Nên là có thể nói cái trị mụn SVR Active này nó là một cái option rất là tốt trong cái vấn đề vừa trị mụn ẩn, vừa làm sáng da và ngừa thâm mụn. Tiếp theo mình sẽ qua cái nhóm BHA. Cái nhóm BHA này là kiểu là cái nhóm hủy diệt
những con bitch mụn ẩn. Mấy con bitch mụn ẩn nó hay sợ cái nhóm BHA này lắm mọi người. Tuy nhiên thì nó đi nó lại cũng có BHA DAS và BHA DIS. Không phải là BHA trong những cái sản phẩm nào nó cũng sẽ đáp ứng tốt những cái công dụng, những cái nhiệm vụ là giảm viêm, đẩy mụn, giảm tiết bã nhờn, trị mụn đầu đen, cải thiện lỗ chân lông tốt trên da của bạn mà không để lại cái hiện tượng kích ứng. Mà các bạn biết là BHA là một cái thành phần nó cũng khá là nét, nó cũng khá là mạnh trong cái vấn đề trị mụn rồi đúng không? Nên nếu mà các bạn không biết cách xài hoặc là các bạn sử dụng một số sản phẩm BHA tào lao á, không hợp với da của bạn thì da của bạn rất là dễ bị breakout. Cái cách sử dụng BHA làm sao cho hiệu quả thì Vi cũng sẽ chia sẻ trong cái phần này, cũng như là những cái sản phẩm BHA đã từng gắn bó với Vi và Vi cảm thấy là thật sự ổn trên da của Vi. Đầu tiên là BHA 1% của Paula's Choice. Đây là một cái sản phẩm mà cho những người mới bắt đầu sử dụng BHA mà còn hơi red, hơi sợ kích ứng, sợ là da của mình chịu không nổi khi mà mới bắt đầu mà sử dụng lên 2 hoặc là 3-4-5% BHA thì easy. Đây, sử dụng cái này đi, bắt đầu từ 1% trước. 1% BHA Lotion Exfoliant của Paula's Choice sẽ là một cái lựa chọn khá là ổn cho những cái làn da mới bắt đầu sử dụng BHA. Đương nhiên là con số 1% nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ không có bằng con số 2% hoặc là 5% BHA, nhưng mà nó vẫn làm tốt cái nhiệm vụ là tẩy tế bào chết nha mọi người, rồi khô còi mụn nè. Và được cái là cái nguy cơ mà đỏ da, kích ứng da nó ít hơn những cái 2% hoặc là 5% khác luôn. Kiểu là bắt đầu bằng 1% của Paula's Choice này thì cái lòng của mình nó cũng sẽ an tâm hơn. Có 1% thì chắc chắn là cũng sẽ có 2% cũng của nhà Paula's Choice luôn, nhưng kết cấu không phải dạng lotion nữa mà ở dạng gel. BHA của nhà Paula's Choice 2% này khá là phổ biến, là mưa làm gió ầm ầm trên thị trường vừa rồi. Thật ra thì với cá nhân Vi xài cái Paula's Choice 2% này thì Vi vẫn cảm thấy là ok thôi, nhưng nó sẽ không có hướng đến là cái dạng treatment là treat hẳn luôn nha. Nó sẽ không có hướng như vậy, nó sẽ kiểu là vừa treat vừa dưỡng á mọi người. Khi mọi người sử dụng cái sản phẩm Paula's Choice này, bởi vì được add thêm một số thành phần dưỡng ẩm khác và nó lành tính không chứa cồn và không chứa hương liệu nữa, nên là nó sẽ không có bị khô khốc và bong chóc giống như những loại BHA khác, và nó sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm trên da của mọi người. Với những cái làn da mà thích cái sự khô ráo thì chắc chắn là sẽ hơi red bạn này một tí, vì đôi lúc nó ẩm ẩm thì sẽ rất là dễ gây ra cái hiện tượng bích tắc. Còn những cái làn da kiểu mà thiên khô hay hỗn hợp á thì vẫn cứ dùng em này là ok thôi. Vi cũng đã từng review em này trong một cái video clip trước về cái trong cái vấn đề trị mụn đầu đen rồi. Thật sự là đến bây giờ thì cái sản phẩm này cũng gây khá là nhiều tranh cãi. Có người dùng hợp thì ok, nhưng mà có người dùng không hợp thì trời ơi, nó lên mụn viêm sưng tè le hết. Thật ra thì các bạn lại phải check lại cái nền da của các bạn, cách dùng của các bạn, và đôi khi cái sản phẩm đó có phù hợp với da của bạn hay không. Với cái việc mà cái sản phẩm này nó phù hợp với da bạn A mà nó lại không phù hợp với da bạn B là cái chuyện khá là bình thường thôi. Tất cả mọi người sinh ra trên cái cuộc đời này là đều có một cái nền da khác hoàn toàn, không ai giống như ai hết. Về 1% và 2% thì tất cả đều có mini size, nên là da để an toàn nhất cho da cũng như là đỡ tốn tiền phí thì mọi người nên pick up cái mini size về dùng trước, test một góc trên da mặt của mọi người, xem là 7 đến 10 ngày sau thì cái da mặt của mọi người phản ứng như thế nào, nó có breakout, nó có kích ứng gì hay không. Chứ đừng có vội mà xài hết nguyên một mặt, lỡ mà nó có kích ứng thì rất là mệt mỏi, rất là phiền ý. Update cho mọi người một bé BHA dạo gần đây vì cực kỳ mê Benza Hiroshi Acid BHA của nhà Dean Kalis với 2% BHA. Dean Kalis từ lâu là một cái đối thủ khá là cạnh tranh so với cái The Ordinary. So sánh dòng nào thì sau này sẽ còn phải cân nhắc lại. Nhưng mà đối với cái BHA của Dean Kalis thì 100% là vượt mặt BHA Salicylic Acid của The Ordinary nha, chắc chắn điều đó luôn. Thứ nhất là nó một cái dạng đặc hơn nước, nó không hẳn là dạng gel nhưng mà nó thấm cực kỳ nhanh hơn The Ordinary, khô còi mụn, đẩy mụn mẩn rất là tốt nha mọi người. Có một cái thời gian mà Vi sử dụng cái Dean Kalis BHA này á lên cái vùng mụn đầu đen của Vi mà nó hết hồi nào Vi cũng hay luôn ý. Quan trọng là không biết á mọi người có giống như Vi hay không, nhưng mà đối với Vi khi mà Vi sử dụng một cái treatment nhất là những dạng AHA, BHA, nếu mà Vi không hợp thì Vi rất là dễ gặp cái trường hợp mà lây lan những cái vùng xung quanh khác.
Nhưng BHA của Dean Calis thì không nha mọi người. Treat vùng nào là láng vùng đó, chứ không có vụ lan ra mấy vùng khác đâu. Bên cạnh đó thì trong cái thành phần sản phẩm Dean Calis còn có 1% hyaluronic acid hỗ trợ trong cái vấn đề dưỡng ẩm, và Vi cảm giác được là cái HA trong cái sản phẩm BHA của Dean Calis này nó không phải là một cái thuộc dạng dưỡng ẩm quá nhiều, nó không phải thuộc dạng mơn trớn bóng dầu hay là bích tắc lỗ chân lông gì đâu nha mọi người. Vẫn sẽ khô ráo nhưng mà vẫn đủ ẩm trên da của mọi người nha. Cuối cùng là một con ma hủy diệt mụn ẩn tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này, BHA 2% Obagi. Thật sự là khi mà bất cứ ai mà cầm cái BHA Obagi này lên tay á là Vi biết là da đang bị mụn ẩn liền luôn. Toxic hơn cả cái Neostrata 8 hồi nãy nữa. Không những BHA trên nền cồn đâu mà còn có cả cái thành phần bạc hà. Nhưng được cái á là đụng vô cái là mụn ẩn bật gốc ra luôn. Lỗ chân lông cải thiện rất là nhanh. Thật sự á, xài nó mình còn bị sợ, tưởng đâu là xài đồ quỷ đồ yêu gì không à. Gì đâu mà mới mụn ẩn tối hôm nay, cái qua 2-3 lần xài á là mụn ẩn nó đã đẩy lên hết rất là nhanh, thề luôn mọi người. Cái hệ dẫn bua therapy á nó ổn kinh khủng luôn. Và khẳng định nha, cái này da yếu, cái nền da nhạy cảm là xài không nổi nha. Vi xài đúng 1 tuần một lần, đôi khi á bản thân hơi rét một tí á, còn chỉ dám xài lên cái vùng mụn ẩn hoặc là cái vùng lỗ chân lông to thôi. Nhưng mà phải công nhận là những cái nền da thường đến những cái nền da khỏe thì phải cho em này một cơ hội. Nó ngon thiệt, mà lem. Và vì kiểu thằng này rõ ràng đúng lắm luôn mọi người. Kiểu như là tao có bạc hà, tao có cồn, tao là phân khúc cho nền da khỏe đến nền da thường để tụi nó hết mụn mà. Rồi cái tụi nền da nhạy cảm tụi bay vô đây xài chi, rồi tụi bay la, tụi bay lối. Tiếp theo là mình sẽ qua nhóm retinols. Nhóm retinols là một cái thành phần dẫn xuất của vitamin A. Và không những là Vi nhận thấy nó có tác dụng chống lão hóa nè, căng bóng da, mà nó còn làm rất là tốt trong cái vấn đề trị mụn ẩn. Bên cạnh đó thì một số hệ trong nhóm retinols còn có công dụng giảm viêm, chẳng hạn như là hệ thứ 3, như là Adapalene. Trong Differin Cream, Differin dạng cream này là một cái sản phẩm đã gắn bó với Vi trong cái khoảng thời gian mà da bớt nhạy cảm rồi do dính kem trộn. Thì lúc đó da đòi hỏi lên những cái loại treatment cao hơn, không thể nào dừng lại trong cái việc là sử dụng những cái loại treatment yếu ớt như là AA của Megadual Gel này kia nữa. Vi dùng sang hẳn loại 0.1% Adapalene dạng cream này của Differin luôn. Vi review em này trên kênh của Vi quá nhiều lần rồi, nên là Vi chỉ tóm gọn lại những cái thành phần chủ yếu trong Differin Cream là khi mà bôi vô em này khô còi mụn, đẩy mụn ẩn cực kỳ tốt. Nhưng có một điều mà Vi luôn luôn lưu ý với mọi người, không những Differin ở cái dạng Adapalene này mà những cái thành phần trong cái nhóm retinols khi mọi người sử dụng á, thời gian đầu thì mọi người phải tập cho da làm quen bằng cách là mọi người giãn ngày ra một cách từ từ và chỉ sử dụng đúng buổi tối thôi. Đừng có vội vàng trong thời gian đầu mà thoa dày, mà không để da làm quen thì rất là dễ gặp cái hiện tượng là đỏ da, bong chóc da, kích ứng lùm la. Hoặc là với cái chuyện mụn Cleansit MS này cũng vậy đó, Vi xài coi như là chóc hết tùm lùm la cái vỏ bên ngoài luôn, là mọi người biết là xài giả mang cỡ nào rồi. Cũng không phải 1% Adapalene, nhưng với loại này thì mọi người chỉ thoa mỏng lên những cái vùng mụn mà kiểu nó cần đẩy cồi, nó cần trị mụn ẩn thôi, tại vì nó là một cái dạng gel, nó không có được add thêm bất cứ thành phần swellens hay dưỡng ẩm gì giống như cái Differin, nên là khi mà Vi dùng á, Vi không bôi toàn mặt để tránh trường hợp da bị bong chóc. Đó là cái nhóm Adapalene hệ thứ 3 ha. Tiếp theo thì Vi sẽ qua cái nhóm retinol. Hiện tại thì có 3 loại retinol mà Vi muốn review trong cái video clip này mà Vi cảm thấy khá là ok trong cái vấn đề trị mụn ẩn. Đầu tiên là retinol Obagi 0.5% và 1%. Về 0.5% thì sẽ có cái loại clinical và loại 360. Thật ra thì cả hai loại đều dành cho những người mà mới bắt đầu sử dụng retinol. Trước đó thì có loại 360 thôi. Sau này cái loại 360 nó khá là hiếm trên thị trường hiện nay, nên là hãng phải ra thêm cái loại clinical 0.5 này. Nhưng mà người kia yên tâm thì hiếm cỡ nào thì hiếm, Vi cũng sẽ để tất cả những cái link mua sản phẩm uy tín bên dưới phần description box, phần mô tả để mọi người tham khảo. Công dụng thì công dụng với cái loại 360 và loại retinol clinical này thì nó khá là tương tự nhau, nhưng mà với cái loại clinical này thì nó sẽ được add thêm cái thành phần trà xanh làm dịu da lại, mà nó sẽ không có mạnh dạng đùng 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 giống như cái loại 360, nhưng nó vẫn làm tốt cái nhiệm vụ là chống lão hóa, căng bóng da đối với những người mới bắt đầu sử dụng và làm khô còi mụn cho những cái nền da
mới bắt đầu sử dụng retinol nha. Vi đã từng chia sẻ về cái quá trình sử dụng về cái những cái nhóm retinol trong một cái video clip trước đó sao cho hiệu quả rồi. Đó thì mọi người có thể tham khảo lại cái video clip đó ở trên đây hoặc là ở bên dưới phần description box, phần mô tả Vi cũng sẽ để luôn ha. Sau khi đã quen với cái nồng độ 0.5 rồi thì mọi người hoàn toàn có thể lên retinol aubergine 1.0. Kiểu nó mạnh dần thì cái công dụng mà làm sáng da, mờ thâm, chống lão hóa thì nó cũng sẽ được boost lên, nó cũng sẽ được tăng lên. Mặc dù là nó chưa có đạt lên đỉnh tretinoin đâu, nhưng mà cứ từ từ lết. Đôi khi duy trì cái nồng độ 1.0 thôi là nó cũng đã đủ bật gốc mụn ẩn, căng bóng da, mờ thâm rồi ấy. Bôi retinol một thời gian thì nó cũng sẽ từ từ, nó sẽ qua một số bước và nó sẽ chuyển hóa qua cái retinoic acid và vẫn sẽ đạt được những cái sự căng bóng da như thường. Nên khi mà mới bắt đầu sử dụng, mọi người cũng không có cần phải lên tretinoin liền đâu. Đó, sẽ dễ bị kích ứng da lắm. Cuối cùng là tretinoin. Hiện tại thì best chị mụn ẩn trong lòng mình vẫn là tretinoin, retinoic acid. Đây là cái nhóm level cao nhất trong cái vitamin A retinols. Và mãi mãi best nhất trong lòng Vi chỉ có aubergine, tretinoin của aubergine. Mình đã từng trải qua rất là nhiều nồng độ 0.025, 0.05 và 0.1 là cái cao nhất luôn rồi. Và mình cảm thấy thật sự là rất là xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra trong cái việc đầu tư tretinoin của aubergine. Nhiều khi mọi người biết không, mình xài mà mình tưởng đâu mình xài kem trộn không mọi người. Chỉ cần cái nền da bạn khỏe và bạn đã từng xài retinol rồi, đã từng xài AHA, BHA rồi, thì khi mà bạn xài tretinoin á, cải thiện về vấn đề mụn ẩn rất là nhanh. Vài lần bôi thôi là đã khô còi, rụng rạc hết còi bằng một cách nào đó rất là nhanh. Nó láng bong căng da là có thật nha mọi người. Tuy nhiên bởi vì trong tretinoin của aubergine nó chỉ có dẫn xuất retinoic acid thôi và nó không có bất cứ một cái thành phần dưỡng ẩm, dưỡng e nào hết. Nên là khi mà mọi người xài cái tretinoin này hết mụn rồi á thì mọi người muốn duy trì á thì mọi người có thể xuống retinol 1.0 để tránh cái trường hợp mà bị khô da, bị xiết da, không ra bất cứ một cái miếng dầu nào nổi luôn. Còn một dạng tretinoin thứ hai cũng đẩy mụn khá là tốt, giá thì da ổn hơn aubergine, đó là retinol. Tuy nhiên với khuyến cáo của Vi và như Vi đã từng sử dụng thì mọi người không thể nào bôi cho toàn mặt được giống như là cái tretinoin của aubergine đâu, thật sự vì nó quá mạnh mọi người. Bôi mỏng lên đúng cái vùng mụn ẩn cho nó đẩy mụn lên thôi, hết thì không bôi nữa nha. Không thôi là nó đỏ da, nó rát da, nó bỏng da luôn ý. Gặp một cái là cái hệ tre này nó nằm trên nền cồn nữa. Trời ơi, đừng có chơi dại mà bôi toàn mặt nha mọi người. Không thể đâu, nó sẽ không có căng bóng đâu mà sẽ làm rộp da mọi người ý. Ok, thì hầu như để tránh được cái hiện tượng da không bị bong tróc khi sử dụng các treatment thì mọi người phải nên kết hợp với các loại dưỡng ẩm hơi sắc nét một tí. Vì nãy giờ mọi người thấy là Vi không có recommend cho mọi người bất cứ một cái loại treatment nào mà nó yếu ớt hết nha. Toàn là bào nét lên mụn ẩn không, bào trên mụn ẩn chứ không phải là bào cái nền da nha. Trường phái chúng tôi recommend nãy giờ không cho phép làm bào mỏng da của mọi người, ok? Phần này Vi chỉ đánh vào cái phần mà bật gốc trị mụn ẩn thật sự mà không để lại sẹo rỗ li ti, sẹo rỗ đáng nhận cho mọi người. Nên là da, Vi nhắc lại là Vi chỉ tập trung vào những cái thành phần mà treatment trị mụn ẩn thôi. Dưỡng ẩm hay là những cái thành phần làm sạch thì Vi đã từng recommend cho mọi người trong rất là nhiều video clip. Và chắc chắn là sau này sẽ recommend tiếp trong những cái video clip sau nữa ha. Chứ không thôi là nếu mà recommend nhiều quá thì những cái sản phẩm nãy trước mà nãy giờ nó sẽ bị nhiễu, mọi người sẽ không có tập trung được ý. Ok, thì toàn bộ thông tin cũng như là những cái link backup sản phẩm uy tín nãy giờ Vi đã share, Vi đã đề cập trong video clip này thì Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả. Mọi người có thể xuống bên dưới tham khảo và backup cũng như là lựa chọn cho mình nha. Nếu mọi người thích video clip này thì hãy cho Vi một like, còn không thích thì hãy cứ dislike. Nhưng đừng quên subscribe, đăng ký channel của Vi bên dưới và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.